Chào các bạn, tôi là Chef John. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký theo dõi kênh với hơn 1.000 món ăn cực ngon và các show nấu ăn độc quyền của chúng tôi nhé! Chào các bạn, tôi là Chef John. Chào mừng đến với lớp học nấu ăn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách chế biến món gà tả tông đường. Gà tả tông đường là một món ăn vô cùng nổi tiếng. Nó được cho là do một vị tướng tên là Tả Tông Đường sáng tạo ra. Và mặc dù tướng Tả đã qua đời, món ăn của ông vẫn truyền lại tới đời sau. Món ăn có nhiều phiên bản, nhưng chúng đều có đặc điểm chung là hương vị chua ngọt. Ở Trung Quốc có một số phiên bản khác như sườn xào chua ngọt hay thịt heo xào chua ngọt có hương vị rất giống với gà tả tông đường. Chua chua, ngọt ngọt, rất dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tự làm món này ở nhà cũng đơn giản lắm. Chúng ta chỉ cần biết cách chiên, nắm được công thức pha chế nước sốt là món gà tả tông đường của chúng ta sẽ không thua kém gì món gà ở các nhà hàng chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Nguyên liệu chính của món ăn ngày hôm nay là ức gà. Tôi mua miếng ức này trong siêu thị. Nó đã được làm sạch sẵn rồi. Ức gà hay đùi gà đều được, tùy vào việc các bạn thích cái gì hơn thôi. Đầu tiên, chúng ta thái miếng ức ra, thái thành các miếng to trước, băm nhẹ. Sau đó thái thành các miếng dài, rồi thái tiếp thành các miếng nhỏ cỡ này, miếng lớn, miếng dài, cuối cùng thái hột lựu. Thái miếng lớn trước nhé. Chúng ta nghiêng con dao và thái chéo như thế này. Tiếp đó, dùng dao băm nhẹ để làm giãn mô liên kết, khiến miếng gà mềm và dễ ngấm gia vị hơn. Rồi thái tiếp thành các miếng dài. Cuối cùng, chúng ta thái thành các miếng nhỏ. Cỡ như thế này là vừa. Với món gà tả tông đường này, đây là kích cỡ lý tưởng để chiên và sốt. Vậy là chúng ta đã hoàn thành công đoạn đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ ướp gà. Sau khi ướp xong, chúng ta sẽ bắt đầu chiên gà. Chúng ta sẽ chiên 2 lần đến khi vỏ ngoài thật là giòn. Khi đó, màu sắc của miếng gà trông cũng sẽ rất đẹp. Cho gà vào bát để bắt đầu ướp nào. Trước tiên, chúng ta rắc chút muối vào nhé. Tiếp đó là tiêu trắng. Trong ẩm thực Trung Hoa, tiêu trắng là một gia vị rất phổ biến. Hầu như món nào cũng đều có tiêu trắng. Thêm một chút rượu thiệu hưng. Rồi trộn đều. Trộn một lúc để rượu, muối và tiêu ngấm vào gà. Rồi mới tiếp tục ướp. Bây giờ chúng ta lấy 2 lòng trắng trứng vào bát. Các bạn nhớ tách lòng đỏ trứng ra nhé. Hôm nay chúng ta chỉ dùng lòng trắng thôi, vì lòng đỏ hoàn toàn không phù hợp với món này. Nó sẽ mang lại hiệu quả trái ngược, khiến việc chiên rán không đem lại hiệu quả như mong muốn. Tiếp đó, chúng ta thêm chút muối nở. Tinh bột bắp. Và bột mì. Sau đó trộn đều. Nếu khô, chúng ta cho thêm nước. Còn nếu loãng, chúng ta cho thêm bột bắp nhé các bạn. Chúng ta cần khiến bột phủ lên toàn bộ miếng gà, nhưng không quá đặc, cũng không quá loãng. Trộn đều nào. Như thế này là hơi đặc và khô quá, nên chúng ta sẽ thêm chút nước nhé. Thêm từng chút một thôi. Vẫn hơi khô, nhưng không sao. Chúng ta có thể thêm dầu ăn. Dầu ăn có thể tăng cường độ ẩm ướt cho bột, đồng thời cũng giúp món chiên ngon hơn. Trông miếng gà sẽ rất đẹp mắt.
Xong rồi, các bạn xem, phần bột phủ rất là mịn, cũng không bị vón cục chút nào. Không quá đặc, cũng không quá loãng. Như thế này là lý tưởng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với công đoạn tiếp theo, một công đoạn vô cùng quan trọng, làm nước sốt. Với món gà tả tông đường, chúng ta sẽ làm sốt chua, cay, ngọt. Đầu tiên là nước luộc gà. Tiếp đó, chúng ta thêm chút xì dầu thay cho muối. Vì màu đang hơi nhạt nên tôi sẽ thêm một chút xì dầu sẫm màu nữa. Xì dầu này đặc hơn và sẫm màu hơn một chút. Có điều, nó chỉ bán trong các siêu thị Trung Quốc. Nếu các bạn không mua được thì cũng không sao, hương vị món ăn cũng không bị ảnh hưởng mấy đâu, chỉ có màu sắc là sẽ hơi nhạt hơn thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm chút dầu hào. Đường. Đường rất quan trọng. Chúng ta đang làm sốt chua ngọt nên đường là gia vị không thể thiếu và giấm cũng vậy. Được rồi, giờ thêm chút giấm nào. Quấy đều. Tiếp đó, thêm chút rượu nấu ăn. Và một chút tinh bột bắp. Rồi tiếp tục khuấy đều. Nước sốt của chúng ta cũng sắp hoàn thiện rồi. Chỉ thiếu một chút cay nữa thôi. Hôm nay chúng ta sẽ dùng ớt khô. Ớt khô không quá cay và có mùi khá dễ chịu. Chúng ta cắt ớt ra và bỏ hạt đi nhé. Chúng ta không cần hạt ớt, nhưng nếu còn sót lại 1-2 hạt thì cũng không vấn đề gì. Thả vào nước sốt và tiếp tục khuấy. Xong rồi, bây giờ chúng ta bật bếp lên để chiên gà nhé. Nhiệt độ dầu hiện tại là 150 độ C, có thể thả gà vào chiên được rồi. Chúng ta dùng kẹp để gắp miếng gà, nhúng lại vào bột một lần nữa rồi thả vào chảo. Sẽ có bong bóng nổi lên xung quanh như thế này. Vì chúng ta cần gắp từng miếng gà một, nên nhiệt độ dầu trong chảo không được quá cao, vì như thế sẽ khiến các miếng gà chín không đều. Chúng ta cần căn chỉnh nhiệt độ dầu sao cho phù hợp. Tất cả các miếng gà đều đã nằm trong chảo, giờ chúng ta chỉnh mức nhiệt trung bình thấp để gà chín đều nhé. Những miếng gà này sẽ từ từ nổi lên. Vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ chiên gà 2 lần để bột giòn hơn và thịt gà mềm hơn. Các bạn xem, chúng nổi hết lên rồi này. Bột đã hoàn toàn bao bọc lấy miếng gà. Hiện tại, gà đã chín được 80%, chúng ta có thể vớt ra rồi. Sau đó, chúng ta tăng nhiệt độ dầu lên rồi cho gà vào chiên lần 2. Vớt ra nào. Màu sắc rất đẹp. Trong khi chờ dầu đạt đủ nhiệt, chúng ta sẽ tỉa bớt phần bột dư trên miếng gà đi. Làm vậy, trông đĩa gà sẽ đều và đẹp mắt hơn. Được rồi, dầu đã đạt mức 150 độ C. Chúng ta thả gà vào và chiên lần 2 nào. Lần này, chúng ta sẽ chiên đến khi các miếng gà đều chuyển màu nâu vàng. Khi đó, lớp bột tẩm đã giòn tan và thịt gà đã rất mềm. Chiên lại lần hai như vậy cũng giúp loại bỏ bớt dầu thừa từ lần chiên thứ nhất và giúp miếng gà không bị mỡ quá, khi ăn cũng sẽ đỡ ngấy hơn. Chà, những miếng gà này vàng ươm rồi này, chúng ta vớt ra được rồi đấy. Vớt gà ra và đặt lên giấy thấm dầu nhé các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với công đoạn cuối cùng, sốt gà. Trước hết, chúng ta dưới một chút dầu vào chảo.
cho hành lá, gừng và tỏi thái lát vào và xào lên. Xào đến khi ngửi thấy mùi thơm thì chúng ta sẽ đổ nước sốt vào nhé. Mùi thơm bắt đầu tỏa ra rồi. Món gà tả tông đường không chỉ có mỗi vị chua và vị ngọt, mà nó là sự kết hợp của rất nhiều nguyên liệu và hương vị khác nhau, gồm cả hành lá, gừng, tỏi và xì dầu. Thế mới làm nên vị chua ngọt đặc trưng của món ăn rất được lòng các thực khách này. Mùi thơm rõ rệt hơn rồi, giờ chúng ta có thể đổ nước sốt vào được rồi đấy. Khuấy lại một lần nữa, để đường và bột tan hết. Rồi chúng ta mới đổ vào chảo nhé các bạn. Nước sốt bắt đầu sánh lại rồi. Giờ chúng ta thả gà vào thôi. Chúng ta cố gắng để nước sốt thấm hết vào gà nhé. Màu rất đẹp, đỏ vàng, trông rất là ngon mắt. Nước sốt đã thấm hết vào thịt, món gà này đã hoàn thành. Giờ chúng ta cùng vớt gà ra đĩa nhé. Đây chính là món gà tả tông đường chính danh của Trung Hoa. Tôi cũng đã rắc thêm một chút vừng lên trên. Và giờ, wow, trông đĩa gà siêu hấp dẫn luôn. Chúng ta cùng nếm thử xem sao nhé. Đẹp quá. Rất vừa miệng, chua chua ngọt ngọt, rất dễ ăn. Món gà tả tông đường này quả là một thành công lớn. Vỏ giòn tan, thịt mọng nước, vị chua ngọt rất hài hòa. Khi các bạn tự làm món này ở nhà, tôi tin rằng mọi thành viên trong gia đình đều sẽ rất yêu thích nó đấy. Tập hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký theo dõi kênh với hơn 1.000 món ăn cực ngon và các show nấu ăn độc quyền của chúng tôi nhé.